Xin chào quý vị và các bạn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tin nóng tại Việt Nam. Hội nghị Trung ương 15 Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua danh sách các đề cử vào Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương khóa 13. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong bài diễn văn bế mạc hội nghị vào ngày 17 tháng 1 2021. Trong bài phát biểu được truyền thông nhà nước trích đăng, ông Trọng cho biết Trung ương đã thông qua danh sách nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa 13 và danh sách đề cử các đồng chí ứng cử các. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương 15, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói đây là hội nghị cuối cùng của nhiệm kỳ khóa 12, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nội dung cuộc họp được ông Trọng cho biết bao gồm tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa 13 và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa 13 thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12. Về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12, về các văn kiện trình Đại hội 13 thông qua dự kiến danh sách đoàn chủ tịch, đoàn thư ký ban tổng tra tư cách đại biểu của Đại hội 13, cho ý kiến và báo cáo tổng kết công tác tài chính đảng nhiệm kỳ 2016-2020. Trong bài phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ca ngợi thành công của hội nghị của chúng ta đã thành công rất là tốt đẹp. Công việc chuẩn bị cho Đại hội 13 của Đảng đã cơ bản được hoàn tất theo đúng mục đích, yêu cầu kế hoạch đề ra với cách làm hết sức chặt chẽ, dân chủ, công tâm, khách quan, bài bản và tạo được sự thống nhất rất cao của các đồng chí. Nói về nội dung nhân sự, ông Trọng cho biết tiểu ban nhân sự và Bộ Chính trị đã thảo luận, cân nhắc kỹ và thống nhất giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa 13, bao gồm các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa 13 và các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 đủ tiêu chuẩn điều kiện trong độ tuổi tái cử. Khi chiến dịch chống tham nhũng không vùng cấm vẫn đang được đẩy mạnh, nhiều người cho rằng chế độ độc đảng của Việt Nam chưa thể ngăn chặn được mức độ nghiêm trọng của tình hình khủng hoảng chế độ. Việc khởi tố ông Tất Thành Cang, nguyên phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, được coi là phức tạp, chỉ được tiến hành sau khi ông Nguyễn Văn Nên, nguyên chánh văn phòng Trung ương Đảng, được chỉ định và làm ban bí thư thành ủy thay ông Nguyễn Thiện Nhân. Trước đó, cuối năm 2019, ông Tất Thành Cang bị kỷ luật cách chức ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 và phó bí thư thường trực thành ủy tại hội nghị Trung ương 9, nhưng vẫn là thành ủy viên, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo công trình lịch sử thành phố Hồ Chí Minh. Hơn thế, bên tháng 8 2020, ông chỉ bị ban chấp hành đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh thống nhất kết luận phê bình trường hợp kỷ luật đối với ông Tất Thành Cang, có thể được coi là biểu tượng của rối loạn chức năng độc đoán. Ở đây, sự phân quyền cho các địa phương đáp ứng nhu cầu chuyển đổi kinh tế sang thị trường đã tạo ra nguy cơ bất ổn cho chế độ. Tập thể lãnh đạo đang bị lung lay. Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Đại hội 12 ở Hà Nội hôm 21 tháng 1 2016. Nguyên tắc này đang bị lung lay trong bối cảnh chuyển đổi sang kinh tế thị trường. Đỉnh điểm là nhiệm kỳ 2011 và 2015, khi một bộ phận không nhỏ quan chức tự diễn biến, tự chuyển hóa. Một trong những dấu hiệu là Ban Chấp hành Trung ương đã làm trái ý của Bộ Chính trị. Tại Hội nghị Trung ương 7 năm 2013, hai ông Nguyễn Bá Thanh, cố trưởng ban nội chính Trung ương, và Vương Đình Huệ, nguyên trưởng ban kinh tế Trung ương, mặc dù được Bộ Chính trị giới thiệu đã không được Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. Một sự kiện đình đám khác cũng diễn ra tương tự về việc kỷ luật nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về những yếu kém, khuyết điểm của chính phủ trong lãnh đạo quản lý điều hành nền kinh tế. Ông Dũng trước Quốc hội ngày 20 tháng 10 2012 đã xin lỗi với tư cách người đứng đầu và tình trạng bất ổn kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, ông đã không bị bất cứ hình thức kỷ luật nào, và trái lại, ông lại được số phiếu tín nhiệm cao trong đợt lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiên tại Quốc hội. Tại Đại hội Đảng 12 ở Hà Nội hôm 21 tháng 1 2016, nguyên tắc này đang bị lung lay trong bối cảnh chuyển đổi sang kinh tế thị trường. Đỉnh điểm là nhiệm kỳ 2011 và 2015, khi một bộ phận không nhỏ quan chức tự diễn biến, tự chuyển hóa. Một trong những dấu hiệu là Ban Chấp hành Trung ương đã làm trái ý của Bộ Chính trị. Tại Hội nghị Trung ương 7 năm 2013, hai ông Nguyễn Bá Thanh, cố trưởng ban nội chính Trung ương, và Vương Đình Huệ, nguyên trưởng ban kinh tế Trung ương, mặc dù được Bộ Chính trị giới thiệu đã không được Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 bầu bổ sung vào Bộ Chính trị.
một sự kiện đình đã